Xin mời. Tôi tên là Trần Khắc Sơn, ở bên sàn Lắp Bắp. Thì khoảng 2 tháng trước đi lên được người chị vợ ở Hannover, mà người chị vợ thì được học hỏi thầy thì cũng lâu rồi. Thì lên chơi thì được người chị vợ mới nói rằng là cái bệnh tình của tôi là bị vậy đó, về là chồm đá rất là tốt đó. Rồi về chồm được 2 tháng rồi thấy con người nó khỏe quá. Lúc đầu thì coi như không có bao giờ tin, thôi kệ, cứ mình cứ ấy về vậy để vô. Sau thấy là càng ngày càng thấy đã quá, rồi thấy trong người mỗi ngày mỗi lần đi tiểu mình thấy nó thải ra nhiều cái chất nó khai hơn đó. Rồi thấy mà trong người cái thực chất là thấy trong người càng ngày càng khỏe mạnh, tất cả cái gì nó cũng tốt, thậm chí là giống như là sinh hoạt với vợ con rất là tốt đó. Thật sự là như vậy. Mới là 2 tháng thôi đó, nhưng mà ba cái mà yếu tố trong cái việc chườm đá nóng vùng gan á, mà ta thường nhận thấy á, là thứ nhất là ngủ ngon, thứ hai là ăn ngon, cái thứ ba là tiêu hóa tốt. Anh có thể nói gì trong ba cái đó, anh có thấy cái gì rõ ràng không? Trong ba cái đó thì cái nào giống như thầy nói thì cái nào cũng ok, ăn lúc nào cũng thấy ngon, nhưng mà đặt vô thấy là nằm là đi liền. Đi làm về thấy về là tắm xong là thôi, thì về là phải quen micro làm cái đã, mấy phút cái đã, 4 phút đấy, để vô. Xong nửa đêm có thức dậy thì thôi làm tiếp tăng nữa, là làm cái tới sáng luôn. Là thấy đã rồi đã. Rồi cảm ơn anh mọi người, đáng thưởng anh một tràng pháo tay. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.